Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây cẩm thị lũ quách âm thân luôn nha. Cây rất là già luôn, lũ này, lũ âm thân. Bây giờ nó tạo nên thành một cái khóm rừng nha. Đó. Cây rất là già luôn nha. Rồi cây này có mã số là 315, hoàn gốc là 96, cây cao là 40, 40 lên tới cái ngọn chính đây nha. Đó. Cây này đang nằm cái bầu ươm là 40. Nhà vườn xin giao lưu là 1.200k bao ship luôn nha. Rồi quay vài vòng cho khán giả mình xem luôn nha. Cây sống khỏe nha, mình yên tâm luôn. Cái này về mình chỉ việc mình tháo bọc và mình thêm chất trồng nữa thôi. Nói chung mà nó rớt cái gì thì nó rớt, nó dính cái gì nó dính, rồi mình thêm chất trồng thôi. 50 xơ dừa, 50 cát đất là ok luôn nha. Rồi mình tưới thêm các dòng kích rễ như N3M, Rốt, Atonis gì cũng được nha. Nói chung là miễn là dòng kích rễ. Còn nếu mà mình bón phân thì mình bón phân hữu cơ thôi, gốc hữu cơ nha mình. 1.200k bao ship, cây lùng lực, lũ quách âm thân luôn. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Thân mời nhà mình ghé giao lưu tham khảo một cụm cẩm thị rừng liền cốt luôn. Cây đã sống khỏe rồi nha. Cây này có mã số là 316, có tổng hoành là 102, chiều cao là 55, đo từ bào đây lên tới thân ngọn chính đây là 55. Cây đang nằm màu đất là 60. Rồi nhà vườn xin giao lưu cây này là 1.500k bao ship. Chỗ này là nó có thân khô lũa nha cả nhà. Đây nè, thân khô lũa đây. Còn nhiều đây là cây sống, thân sống hết rồi. Rồi quay vài vòng cho nhà mình tham khảo này. Cây này có mã số là 316, xin giao lưu là 1.500k bao ship nha. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Rồi thân mời nhà mình ghé giao lưu tham khảo một cụm cẩm thị đã sống khỏe rồi nha. Cây này có mã số là 317, có tổng hoành là 93, chiều cao là 40, đang nằm màu đất là 50. Nhà vườn xin giao lưu là 1.300k bao ship. Cây này có lũ âm thân rồi nha cả nhà. Đây nè, bên này cũng có này, lũ âm thân luôn. Rồi quay một vòng cho cả nhà tham khảo nè. Cây này có mã số là 317, xin giao lưu là 1.300k bao ship luôn nha. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Thân mời mình ghé giao lưu tham khảo một cụm cẩm thị đã sống khỏe rồi nha. Cụm này có 4 thân. Đây 1, đây là 2, đây là 3 và đây là 4. Cây này có mã số là 318, có tổng hoành là 100, chiều cao là 56, bầu đất là 43. Giao lưu 1.500k bao ship. Cây này có lũa nha, lũa âm thân đây nè, liền cốt luôn. Rồi quay một vòng cho cả nhà tham khảo nè. Cây này khá là lực luôn. Cây này có mã số là 318, xin giao lưu nhanh là 1.500k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Thân mời mình ghé giao lưu tham khảo một cụm cẩm thị đã sống khỏe rồi nha. Cây này có mã số là 319,
tổng hành là 83, chiều cao là 68, đang nằm ở đất là 40. Cây này xin giao lưu nhanh luôn là 1.600k bao ship. Cây này có 4 thân nha. Đây một thân, đây một thân, đây một thân, đây một thân. Cây đã sống khỏe rồi nha. Rồi quay vào vài vòng cho cả nhà mình tham khảo nè. Rồi cây này có mã số là 319. Xin giao lưu nhanh luôn là 1.600k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Thân mời nhà mình ghé giao lưu tham khảo một cây cấm thị dáng thiên nhiên, đã sống khỏe rồi nha. Cây này có mã số là 320, có tổng hành gốc là 54, chiều cao là 73, đang nằm một đất là 42. Cây này xin giao lưu nhanh luôn là 1.200k bao ship, dáng phơm thiên nhiên. Quay vài vòng cho nhà mình tham khảo nè. Rồi cây này có mã số là 320, giao lưu nhanh luôn là 1.200k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Thân mời nhà mình ghé giao lưu tham khảo một phôi cẩm thị lùng lực lũ âm thân, dáng rừng trên thân nha, cây khá là đẹp. Cây này có mã số là 321, có tổng hành gốc là 106, chiều cao là 37, là mình tính từ mặt đất đây lên tới cái ngọn đây nha, lên tới lũ đây nè là 37, có đang nằm ở đất là 50. Cây này xin giao lưu nhanh luôn là 1.800k bao ship. Rừng nhân thân lúa, lúa âm thân khá đẹp nha cả nhà. Rồi quay vài vòng cho cả nhà tham khảo nè. Đây lúa, đây lúa âm thân này khá là đẹp luôn. Cây này có mã số là 312, xin giao lưu nhanh luôn là 1.800k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Thân mời nhà mình ghé giao lưu tham khảo một cây cấm thị hai thân chung cốt. Cây này đã sống khỏe rồi nha. Cây này chơi phơm thiên nhiên. Cây này có mã số là 322, tổng hành gốc là 55, chiều cao là 100, đang nằm màu đất là 45. Cây này đã sống khỏe rồi nha cả nhà. Xin giao lưu nhanh luôn là 1.300k bao ship. Rồi quay vài vòng cho cả nhà mình tham khảo nè. Cây này có mã số là 322, xin giao lưu nhanh luôn là 1.300k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Thân mời nhà mình ghé giao lưu tham khảo một cụm cẩm thị 4 thân chung cốt luôn nha. Cây này đã sống khỏe rồi. Cây này có mã số là 323, có tổng hành gốc là 112, chiều cao là 45, đang nằm một đất là 55. Cây này xin giao lưu nhanh luôn là 1.300k bao ship. Cây này đã sống khỏe rồi nha, 4 thân chung cốt. Rồi quay vài vòng cho cả nhà mình tham khảo nè.
Cây này có mã số là 323. Giao luôn nhanh luôn là 1.300k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Thân mời nhà mình ghé giao lưu tham khảo một cụm cẩm thị VIP luôn nha cả nhà. Cây này có dáng farm thiên nhiên. Cây này đã vô dây định hình nước một rồi nha cả nhà. Đây này, đã vô dây định hình rồi đây, nước một rồi đây. Đế trải lùng lật luôn. Đây đế đây này, trải là khá là VIP nha cả nhà. Cây này có mã số là 324. Tổng hành gốc là 110, chiều cao là 65. Đang nằm chậu nuôi là 75 x 50. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn là 3.700k bao ship không chậu nha cả nhà. 3.700k bao ship không chậu. Cây này khá là đẹp nha cả nhà. Form thiên nhiên khá là đẹp nha cả nhà. Cây này đã vô dây định hình nước một rồi nha. Cây này có mã số là 324 nha cả nhà. Giao lưu nhanh luôn là 3.700k bao ship không chậu. Này, cây lùng lực khá đẹp luôn. Cây VIP. Cây khá là già luôn. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Thân mời nhà mình ghé giao lưu tham khảo một cây cẩm thị lũa thép âm thân luôn. Đây này cái nhà, đây lũa thép đây. Đây, từ dưới đế mà trải lên tới đây. Đây này, bên đây cũng có nè. Cây khá là VIP. Cây khủng. Dáng tam đa phúc lục thọ. Cây này có mã số là 325. Có tổng hành gốc là 107. Chiều cao là 90. Đang nằm chậu nuôi là 55. Xin giao lưu nhanh luôn là 2.800k bao ship không chậu nha cả nhà. 2.800k bao ship không chậu. Cây khá là VIP luôn nha. Này. Cây đã sống khỏe rồi nha cả nhà. Đây, mặt sau của cây đây. Đây. Như cũng lũ âm thân này. Khá là đẹp nha cả nhà. Đây ở đây cũng lũ âm thân này. Cây khá VIP. Khá là già dặn luôn. Cây này có mã số là 325. Đây. Cây khá là đã. Khá. Cây rất là già luôn. Nhìn rất là mê. Cây này có mã số là 325. Xin giao lưu nhanh luôn là 2.800k bao ship không chậu nha cả nhà. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây kim tiền nhà mình nha. Form thiên nhiên, cây sống khỏe nha mình. Cây rất là già luôn. Cái này có mã số là 326, có số đo hoành gốc là 56, cây cao là 45. Cây đang nằm bầu nuôi là 35 nhà mình nha. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 350k bao ship.
kim tiền vảy ốc sam trâu nha mình nha. Đây, dưới mặt đế này, lũ thép luôn nha nhà mình. Lũ thép luôn nha. Cây sống khỏe rồi nhà mình yên tâm. Đây, xanh tươi tốt luôn. Cây mini nha mình. Kim tiền phong thiên nhiên mini. Rồi mã số 326, 350k bao ship. Xả hôm nay luôn nha mình. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây kim tiền phong thiên nhiên. Cây sống khỏe xanh tươi tốt nha mình nha. Cái này cụm liền cốt nha mình. Cái này có mã số là 327, có số đo hoành gốc là 77, cây cao là 65. Cây đang nằm bầu nuôi là 50 nhà mình. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 600k bao ship. Cây rất là già nhà mình nha. Đây, liền cốt nha nhà mình. Kim tiền vảy ốc sam trâu nha mình nha. Cây quá khỏe rồi, xanh tươi luôn. Cây này về nhà mình lên cái chậu giống nó là tuyệt vời nha. Rồi mã số 327, 600k bao ship nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây găng vàng lá nhỏ nha mình nha, phong thiên nhiên. Cây dòng lá tròn nha mình, có dòng lá mũi mát nữa nha. Cái này có mã số là 328, có số đo hoành gốc là 48, cây cao là 42. Cây đang nằm bầu nuôi là 25 nhà mình. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 450k bao ship. Găng vàng lá tròn nha mình nha. Đây, cây quá khỏe rồi. Đây, cái đầu này khô lũa nha mình nha. Đầu này khô lũa. Đây. Cây quá khỏe rồi. Đầu khô lũa nha mình nha. Đây, cây chung cốt nha. Xả hôm nay luôn nha mình. Rồi mã số 328. 450k bao ship. Găng vàng nhà mình nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây găng vàng lá tròn phong thiên nhiên, cây sống khỏe nha mình nha, xanh tươi tốt luôn. Cây này có mã số là 329, có số đo tổng hoành gốc nha mình nha. Tổng hoành nha. Là 70, cây cao là 17 nha mình. Cây đang nằm bầu nuôi là 35. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 350k bao ship nha. Găng vàng lá tròn. Đây. Cái thân này khô lũa nha mình nha. Đây, cây sống khỏe rồi. Xanh tươi luôn. Cây rất là già nhà mình. Đây. Rất già luôn. Cây quá khỏe nhà mình yên tâm nha. Rồi mã số 329, 350k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cụm cẩm thị liền cốt nhà mình nha. Cụm rừng. Đây, cây sống khỏe xanh tươi tốt luôn. Cái này có mã số là 330, cái số đo tổng hoành gốc là 118, cây cao là 80. Cây đang nằm bầu đất riêng là 57 nha mình. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 1000k bao ship. Đây. Rồi mình liền cốt hết nhà mình nha. Bầu đất riêng nhà mình yên tâm. Cây quá khỏe rồi. Đây. Non nó đi này. Xanh tươi luôn. Cây này về mình lên cái chậu thay áo cho em nói nha. Đây. Cẩm thị. Tên gọi khác là kim cương đen nhà mình. Rồi mã số 330, 1000k bao ship. Bao sống nhà mình yên tâm luôn. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây bằng lăng hò tím lá nhỏ phong thiên nhiên. Cây liền cốt nhà mình, cây sống khỏe xanh tươi tốt luôn. Cây này có mã số là 331, có số đo tổng hoành gốc là 136, cây cao là 57, cây đang nằm bầu đất nuôi là 60 nhà mình.
Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 1000k bao ship. Bằng lăng hoa tím lá nhỏ như mình nha. Đây, liền cốt nha. Liền cốt luôn. Cây sống khỏe rồi, nhà mình yên tâm nha. Xanh tươi tốt luôn. Này, liền bệ hết luôn. Điều luôn nha. Cây này về nhà mình lên cái chậu là tuyệt vời nha. Bằng lăng hoa tím lá nhỏ nha mình. Rồi mã số 331, 1000k bao ship. Cầm liền điều luôn. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cặp nhiệt quế rừng nhà mình nha. Mini, cây sống khỏe nhà mình. Cái này có mã số là 333. Có số đo hình gốc cây này là 11 nha mình nha. Cây cao là 35. Cây đang nằm bầu đất rinh là 20 nha mình. Hai cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 350k bao ship. Nghiệp quế rừng nha mình. Cái dòng nghiệp quế rừng này hoa rất là thơm nha mình nha. Đây, cái này mấy cái đầu lũ nha. Mấy đầu lũ nha mình. Đây, cây xanh tươi. Đây, cây đang cho hoa luôn nha mình. Cho hoa luôn nha, nụ hoa nè. Cây mini nhà mình nha. Mini bàn trà. Cầm này liền cốt nha mình. Cây này liền cốt nha. Rồi mã số 333. 350k bao ship hai cây này nha. Nghiệp quế rừng nha mình. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây kim tiền nhà mình nha. Form thiên nhiên, cây sống khỏe nha mình. Cái này có mã số là 334. Có số đo hoành gốc là 38, cao là 60. Cây đang nằm bầu nuôi là 30 nhà mình. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh, xả hôm nay luôn nhà mình. 300k bao ship. Kim tiền quay ốc xăm trâu nhà mình nha. Đây, cây mặt lũ thép âm thân luôn nhà mình. Đây, cây quá khỏe rồi nhà mình yên tâm nha. Xanh tươi tốt luôn. Kim tiền. Cây rất là già nha mình. Rồi mã số 334. 300k bao ship. Xả hôm nay luôn nha mình. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây kim tiền mini nha mình nha. Form thiên nhiên sống khỏe nha mình. Cây nhỏ có vỏ nha. Cây này có mã số là 335. Có số đo hoành gốc là 30. Cây cao là 33. Cây đang nằm bầu đất nuôi là 28 nha mình. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 250k bao ship. Đây. Cây vàng rễ này nha mình nha. Vàng đế này. Đây, lũ thép âm luôn. Cây nhỏ mà có vỏ nha mình. Cây xanh tươi tốt luôn nha mình yên tâm. Mini bàn trà nha mình. Đây, mặt lũ thép dựng luôn. Lũ thép âm thân dựng luôn nha. Cây mini. Kim tiền về ốc xăm trâu nha mình. Rồi mã số 335, 250k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu lô hai cây nha mình nha. Một cây là bằng lăng hoa tím mini, một cây là sen sản bàn trà nha mình. Cây sống khỏe rồi. Lô này là hai cây. Lô này có mã số là 336. Có số đo hoành gốc của cây bằng lăng này nha mình nha là 16, cây cao là 37. Cây đang nằm bầu nuôi là 27 nha mình nha. Hai cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 350k bao ship. Đây. Bằng lăng mini, bằng trà. Cây sống khỏe rồi, xanh tươi tốt nha mình nha. Nhỏ mà có vỏ nha mình. Đây là cây sen sản nha mình nha. Mini. Cũng quá khỏe rồi, nhà mình yên tâm. Lô này hai cây nha mình. Xả vườn luôn nha. Rồi mã số 336, 350k bao ship. Lô hai cây nha. Một sơn sản, một bằng lăng hoa tím lá nhỏ nha mình, mini. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây quýt rừng form thiên nhiên. Cây sống khỏe nha mình nha.
Cái này có mã số là 337, cái số đo hành gốc là 27, cây cao là 65. Cây đang nằm bầu đất rinh là 30 nha mình. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn, 450k bao ship. Này, quýt rừng. Hầu như là nó đã thành phẩm rồi nhà mình. Thiên nhiên tự tạo nha. Cây này về nhà mình lên cái chậu là ok thôi. Chi xương dày luôn. Này, quýt rừng nhà mình nha. Cây sống khỏe rồi, nhà mình yên tâm. Cây bầu đất rinh, chung cốt nhà mình. Rồi mã số 337, 450k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị tàn rinh thiên nhiên nhà mình nha. Cây sống khỏe xanh tươi tốt nhà mình. Cây này có mã số 338. Có số đo hoành gốc này nhà mình nha. Hoành gốc này là 28. Cây cao lên tới đây nhà mình. Từ mặt lên đó nha là 22. Cây có chiều dài của tán bay này nè là 70. Cây đang nằm bầu đất rinh là 30 nhà mình. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 550k bao ship. Này, tàn rinh thiên nhiên nhà mình. Chỉ xương rinh luôn nha. Thiên nhiên tự tạo nhà mình nha. Cây này về nhà mình lên cái chậu là ok thôi. Cây này về nhà mình tuốt hết cái lá dài nha. Tuốt xuống hết luôn. Lọc non sẽ lên lại, nhìn rất là đã mắt nha mình. Cảm thị tàn rinh thiên nhiên. Thiên nhiên tự tạo nha mình. Rồi mã số 338, 550k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị tàn rinh thiên nhiên nhà mình nha. Cây sống khỏe xanh tươi tốt nhà mình. Cây này có mã số là 339, có số đo hành gốc là 20, cây cao là 50. Cây có chiều dài của cái tán nhà mình nha là 90. Cây đang nằm bầu đất rinh là 30 nhà mình. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 600k bao ship. Đang tàn rinh nha mình. Cây này vốn dĩ là nó đã thành phẩm thiên nhiên tự tạo nha mình nha. Cây này về nhà mình chỉ việc lên cái chậu là ok thôi. Cẩm thị. Cây này lá nó già nha mình nha. Về nhà mình tuốt hết cái lá già để đi nha. Rồi lọc non nó sẽ lên lại nha mình. Cẩm thị tàn rinh thiên nhiên. Rồi mã số 339, 600k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây sen sản phẩm thiên nhiên. Cây sống khỏe xanh tươi tốt nha mình nha. Cây này có mã số là 340, có số đo hoành gốc là 70, cây cao là 62. Cây đang nằm bầu đất rinh là 30 nha mình. Cây này có cái tán ngang nha mình nha. Cái tán ngang từ đây qua tầm 65 đến 70 nha mình. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 500k bao ship. Sen sản. Cây đã thành phẩm thiên nhiên tự tạo nha mình nha. Cây này về nhà mình chỉ việc lên cái chậu là ok thôi. Này. Lên chậu nó ra chi cành sum xê mình định hình như nó thôi. Cây này liền cốt nha mình nha. Liền cốt. Chi xương dày luôn. Cây quá khỏe rồi nhà mình yên tâm. Rồi mã số 340. 500k bao ship. Sở hôm nay luôn nhà mình. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây kim tiền nhà mình nha. Form thiên nhiên. Cây sống khỏe nhà mình. Cây này có mã số 341. Có số đo hành gốc là 55. Cây cao là 75. Cây đang nằm bầu đất rinh là 30 nhà mình. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 450k bao ship. Đây, cây form thiên nhiên. Cây rất là già nha mình nha. Đây, quá khỏe rồi, nhà mình yên tâm nha. Cây có mấy đầu lưỡi thép nha mình. Chung cốt nha. Đây. Kim tiền quay ấp Sam Trâu nha mình. Rồi mã số 341, 450k bao ship. Xả hôm nay luôn nha mình.
Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây vú dẻ nha mình nha. Form thiên nhiên. Cây sống khỏe nha mình. Thân co lắc luôn. Cây này chung cốt nha mình nha. Cây này có mã số là 342, có số đo hoành gốc là 34, cây cao là 65. Cây đang nằm chậu nuôi, lọt lòng là 45 nha mình nha. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 650k bao ship nha mình nha. Vú dẻ. Cây trái ăn ok nha mình nha. Ăn được nha. Đây, xanh tươi luôn. Thần co lắc nha mình. Thần co lắc quá luôn nha. Cây quá khỏe rồi nha mình yên tâm. Thần nó co lắc nè. Nhìn quá quái luôn nha mình. Rồi mã số 342, 650k bao ship, vú dẻ nha mình. Nhà mình xem tham khảo nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây sang sản phong thiên nhiên. Cây sống khỏe nha mình nha. Cây đang thay lọc nha mình. Thay lọc non. Cây này có mã số là 343, có số đo hoành gốc là 55, cây cao là 88. Cây đang nằm bầu đất trên là 40 nha mình. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 650k bao ship nha mình nha. Đây. Cây đang thay lọc non nha mình. Đây, chì xương dày luôn. Cây này giống dĩ là nó đã thành phẩm thiên nhiên tự tạo nha mình. Cây này về nhà mình chỉ việc lên cái chậu thôi. Và cây ra lọc đồ xum xê hết rồi. Mình lọc chỉ cần lại là ok nha. Chơi form thiên nhiên. Sang sản nha mình. Cụm liền cốt bầu đất riêng. Chi xương dày luôn. Đây. Form rất là đều cây nha mình. Rồi mã số 343. 650k bao ship. Sang sản. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây bằng lăng hoa tím lá nhỏ form thiên nhiên mini nhà mình nha. Cây sống khỏe rồi. Cây nhỏ mà có vỏ nhà mình. Cây nụ bú toàn thân luôn. Cây này có mã số là 344, có số đo hoành gốc là 20, cây cao là 48. Cây đang nằm bầu nuôi là 27 nha mình nha. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 300k bao ship nha mình nha. Đây. Cây nụ bú này. Rất là già luôn. Nụ bú quái luôn nha mình. Này. Bằng lăng hoa tím lá nhỏ nha mình. Cây mini. Nhỏ một câu vỏ nha. Rồi mã số 344. 300k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây bằng lăng hoa tím lá nhỏ nha mình nha. Form thiên nhiên, cây sống khỏe nha mình. Cây này liền cốt nha mình nha. Cây này có mã số là 345. Có số đo tổng hoành gốc là 103. Cây cao là 73. Cây đang nằm bầu đất nuôi là 55 nha mình. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 950k bao ship nhà mình nha. Bằng lăng hoa tím lá nhỏ nha mình. Đây. Thân liền đều luôn. Trùng cốt nha. Liền bề. Cây quá khỏe, xanh tươi tốt nha mình yên tâm. Cây này về nhà mình lên cái chỗ là ok nha mình. Thay áo cho em nó nha. Rồi mã số 345. 950k bao ship bằng lăng hoa tím lá nhỏ nha mình nha. Mình xem tham khảo nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị form thiên nhiên. Cây sống khỏe xanh tươi tốt cho mình nha. Cây này có mã số là 346, có số đo hoành gốc là 75, cây cao là 85. Cây đang nằm bầu đất rinh là 45 nha mình.
Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 750k bao ship nhà mình nha. Cây một cốt nhà mình. Đây là mấy cái đầu sân phôi á, lúc còn sống á, rẫy rừng á, chặt phá này. Hai đầu nha. Cây quá khỏe rồi, nhà mình yên tâm. Cảm thị Phạm Thiên Nhiên. Rồi mã số 346, 750k bao ship cảm thị nhà mình nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn.